Thưa quý vị và các bạn, đúng 8 giờ sáng nay ngày 8 tháng 10, đoàn tàu đầu tiên trong tuyến Metro số 1 đã về tới cảng Khánh Hội. Tàu biển vận chuyển tàu Metro số 1 là Bayani, dài 120m. Trước đó, kế hoạch đưa đoàn tàu đầu tiên về Việt Nam từ đầu tháng 4 phải hoãn do dịch COVID-19 đã khiến các chuyên gia lắp ráp người Nhật Bản không thể nhập cảnh. Ở lần nhập tàu này, 6 chuyên gia Nhật Bản đã vào thành phố Hồ Chí Minh hôm 18 tháng 9, cách ly đủ 14 ngày để chuẩn bị công tác lắp ráp và vận hành tàu. Trước đó ngày 30 tháng 9, tàu Metro số 1 đã rời cảng Katsudo, Nhật Bản để về Việt Nam. Sau 10 ngày vượt đại dương, đoàn tàu này đã chính thức cập cảng Khánh Hội và chuẩn bị làm thủ tục thông quan. Đây là đoàn tàu 3 xe trong tổng số 17 đoàn tàu. Chiều dài đoàn tàu chia làm hai loại, loại 3 toa dài 61,5m, loại 6 toa dài 121,5m. Tốc độ di chuyển đoạn trên cao đạt 110 km/h, đoạn ngầm đạt 80 km/h. Đoàn tàu có thể chở tổng cộng 930 khách, trong đó có 147 khách ngồi ghế và 783 khách đứng. Đoàn tàu về Việt Nam hôm nay là đoàn tàu có chiều cao toa xe lớn nhất so với các tàu metro khác ở Việt Nam. Trong đó, chiều cao toa xe từ đỉnh ray đến hệ thống điều hòa không khí lên đến 4.080mm, bề rộng đoàn tàu dài gần 3m. Buồng lái được bố trí ở hai đầu của đoàn tàu có chiều rộng bằng chiều rộng toa xe và bố trí cửa thoát hiểm phía trước. Các công tắc trên bàn điều khiển được bố trí trong tầm tay người lái tàu. Bộ ghi dữ liệu đặt ở mỗi buồng lái được dùng để giám sát và ghi lại các dữ liệu về hoạt động của đoàn tàu như tốc độ, phương thức điều khiển, v.v. hệ thống thông tin đoàn tàu. Về thiết bị ngoại thất, đoàn tàu thể hiện hình ảnh tiên tiến năng động của tuyến metro thành phố. Phần đầu của đoàn tàu được thiết kế bo tròn về phía dưới, nổi bật dáng 3D đã tạo ra một cái nhìn sắc nét về tính hài hòa và năng động của đoàn tàu. Nội thất của đoàn tàu được thiết kế với cấu trúc đơn giản, chức năng phù hợp với việc sử dụng hàng ngày và dễ dàng vệ sinh, bảo dưỡng. Xanh dương là màu chủ đạo của ghế ngồi, chung với màu ngoại thất đoàn tàu nhằm tạo sự tươi mới, mát mẻ và dễ chịu cho hành khách. Ghế ngồi có khoang trống bên dưới được lắp đặt dọc theo thành xe, chế tạo bằng nhựa gia cường sợi thủy tinh, khó bám bụi và dễ vệ sinh. Lưng ghế có độ dốc phù hợp để hành khách ngồi thoải mái. Giữa các ghế ngồi có sự tách biệt rõ ràng để hành khách dễ nhận ra. Hơn nữa, toa xe có bố trí vị trí ngồi cho người già, phụ nữ mang thai và các thiết bị hỗ trợ cho người khuyết tật. Dự kiến đoàn tàu này sẽ được đưa về depot Long Thành ngày 10 tháng 10 trên quãng đường dài hơn 25 km theo các tuyến Nguyễn Tất Thành, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Cơ Thạch, Mai Chí Thọ, xa lộ Hà Nội, quốc lộ 1, đường số 400, Hoàng Hữu Nam, đường số 11.